Nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời ở Mỹ khiến showbiz bàng hoàng. Theo như thông tin được chia sẻ, nghệ sĩ hài nổi tiếng Anh Vũ mất tại Mỹ vào tối 1 tháng 4 sau một buổi diễn hưởng dương 47 tuổi. Khán giả đang vô cùng bất ngờ và đau xót khi hay tin nam diễn viên hài Anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Kylie, người cùng tham gia chuyến lưu diễn ở Mỹ với diễn viên hài Anh Vũ, bất ngờ thông báo thông tin nam diễn viên hài qua đời đột ngột. Theo như Kylie chia sẻ, trước hôm mất, Anh Vũ cùng diễn chung vợ chồng chị ở vở Hương vị tình yêu, theo lời mời từ đoàn kịch của nghệ sĩ Thúy Uyển tại Mỹ. Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972. Anh từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu, một trong những sân khấu cũ do bà bầu Hồng Vân quản lý. Anh là con thứ năm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cha là công nhân, mẹ bán trái cây. Ngày bé do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, anh Vũ sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình. 19 tuổi đi phụ bán cà phê, 20 tuổi uống tóc phụ hồ sơn cửa. Khi đang là gương mặt hài được nhiều khán giả yêu mến, anh Vũ từng được các bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư đại tràng và đã bắt đầu di căn đến gốc gan. Nam danh hài đang là trụ cột chính của gia đình, vì thế khi biết tin mình mắc bệnh, anh Vũ như sụp đổ hoàn toàn. Thời gian gần đây, ngoài việc tiếp tục hoạt động nghệ thuật, anh còn rất chăm chỉ tham gia những chương trình từ thiện giúp đỡ các nạn nhân mắc bệnh ung thư. Sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ khiến làng hài mất đi một nghệ sĩ dí dỏm, chân chất và hiền lành. Kylie chia sẻ, anh Vũ mới hôm qua anh còn khỏe mạnh diễn chung với tụi em, mà sao hôm nay anh ra đi đột ngột như vậy, tụi em không tin được là anh đã thực sự ra đi. Ở Việt Nam giờ này ai có thể liên lạc được với gia đình anh Vũ, xin hãy thông báo tin này đến gia đình anh Vũ giúp nhé. Chúng tôi đang cần liên hệ gấp với gia đình anh Vũ. Phạm Quỳnh Anh, Ân Hoàng Phúc rất hạnh phúc có vợ đẹp, còn tôi, Thủy và Hủ đều trải qua biến cố. Quen Quang Huy trước khi vào Sài Gòn qua sự giới thiệu của Ân Hoàng Phúc. Trước đây chị đã từng hoạt động trong nhóm Sắc Màu tại Hà Nội, nhưng sau đó lại quyết định nam tiến. Lý do nào khiến chị không còn muốn hoạt động tại Hà Nội? Hồi đấy tôi mới 19 tuổi, nhóm Sắc Màu vẫn đang hoạt động rất tốt. Nhưng đến một thời điểm các thành viên khác trong nhóm có những quyết định riêng như là đi du học và hướng đi khác. Riêng bản thân tôi vẫn đam mê nghề nghiệp, thị trường Sài Gòn khi ấy lại rất sôi động với nhiều nhóm nhạc, chương trình hấp dẫn. Tôi ở ngoài Hà Nội xem những chương trình đó vô cùng thích. Khi nhận được lời mời từ anh Quang Huy, tôi đã xin gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Tức là chị đã quen anh Quang Huy từ khi còn ở Hà Nội. Tôi quen anh Quang Huy trước khi vào Sài Gòn qua sự giới thiệu của Ân Hoàng Phúc. Thực ra tôi biết anh Hoàng Phúc trước. Trong một lần anh Phúc ra Hà Nội diễn ở Giảng Võ, tôi đến thăm anh. Anh Phúc lúc đó giới thiệu tôi với anh Huy. Anh Huy nghe xong liền ngỏ lời mời tôi vào Nam lập nghiệp. Được anh Huy mời, tôi phải xin gia đình mất chục ngày mới được đồng ý. Trước giờ tôi được chiều quen rồi, ở nhà không phải làm gì hết. Mọi người lo lắng rằng tôi vào Sài Gòn không ai chăm, đến giờ cũng được 16 năm. Thời điểm mới vào Sài Gòn chỉ có gặp nhiều khó khăn. Chắc chắn tôi gặp khá nhiều khó khăn khi bước vào Sài Gòn. Ai xa gia đình cũng có lúc buồn, nhưng bản thân mình một khi đã đi là phải xác định tâm lý. Quyên rồ khắc nghiệt chứ không bóc lột nghệ sĩ. Chị đã từng trải qua những vị trí nào khi mới vào Sài Gòn? Thời gian đầu vào Sài Gòn, tôi đã tham gia Quyro, mô hình đào tạo của Quyro khác hẳn những công ty khác. Công ty đào tạo nghệ sĩ hoàn toàn, nghệ sĩ không phải bỏ bất cứ chi phí nào. Trong một năm đầu tôi chưa đi diễn được thì công ty nuôi tôi hoàn toàn. Đó là mô hình rất hay với nghệ sĩ, khi gia đình không phải bỏ tiền. Trong một năm đầu tôi được học rất nhiều từ phía sau một nghệ sĩ để có thêm kinh nghiệm. Đến khi có HAT, tôi bắt đầu nổi tiếng và rất đắt xô quảng cáo. Có tin đồn rằng Quyro là một nơi khắc nghiệt và bóc lột nghệ sĩ. Liệu điều này có đúng? Nếu khắc nghiệt thì có khả năng đúng, chứ bóc lột thì không. Đây là điều tôi chắc chắn, vì đã ở trong đó mười mấy năm, thậm chí tôi còn thấy Quyro rất biết nghĩ cho nghệ sĩ. Từ việc đi lại tới chăm sóc giấc ngủ, ăn ở ra sao rất chuyên nghiệp. Không chỉ với nghệ sĩ của công ty, với nghệ sĩ bên ngoài cũng được đối xử rất tốt. Mỗi khi có chương trình do Quyro tổ chức, từ nước uống tới trái cây, tin đồn chỉ là một phần của sự thật. Mong ước tái hợp HAT trong thời gian tới. HAT có dự định sẽ tái hợp trong thời gian gần đây. Đó là mong ước của tôi và tôi sẽ là người đứng ra làm điều đó. Với tôi, đấy là điều rất hệ trọng vì nếu tôi không làm, sẽ không ai làm. Bởi vậy, tôi mong muốn sẽ tái hợp được HAT trong thời gian sớm nhất. Kỷ niệm thì nhiều lắm, chủ yếu là lúc mọi người đi diễn cùng nhau. Bây giờ gặp lại, mọi người đều đã có nhiều thăng trầm phải trải qua, nên cũng nhớ nhớ những năm tháng trẻ con trước đây, nhưng chủ yếu là vỗ về nhau. Người hạnh phúc nhất bây giờ là anh Ân Hoàng Phúc, có vợ đẹp, chu đáo, biết chăm lo mọi thứ cho gia đình.
Còn tôi, Thủy và Hữu đều trải qua biến cố hôn nhân nhưng cũng bước qua hết rồi, đâu lại vào đó. Mọi chuyện không có gì cả, quan trọng là cách mình bước qua biến cố như thế nào. Cách tôi chọn để đối mặt với vấn đề là nhẹ nhàng, không có gì khiến tôi bị tổn thương nhiều tới mức không làm ăn gì được. Được hỏi nếu bạn trai cho 3 tỷ sẽ đáp lại gì, câu trả lời của Ngọc Trinh khiến dân tình bất ngờ. Câu trả lời của Ngọc Trinh khi được hỏi nếu bạn trai cho 3 tỷ sẽ cho lại gì đã khiến dân tình vô cùng thích thú. Ngày 30 tháng 3, Ngọc Trinh thay ảnh bìa Facebook kèm theo một bài viết nói về sự sòng phẳng giữa hai người trong tình yêu. Cô viết, nếu bạn trai của tôi trả tiền cho bữa trưa, tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn tối. Nếu bạn trai của tôi trả tiền cho vé xem phim, tôi sẽ trả tiền cho bỏng ngô và nước uống. Nếu bạn trai tôi mua cho tôi một đôi giày, tôi sẽ lấy cho anh ấy một chiếc áo sơ mi thật đẹp. Nếu anh ấy có một ngày khó khăn, tôi sẽ giúp anh ấy 50-50. Đừng mong muốn được đối xử như một nữ hoàng trong khi bạn không đối xử với anh ấy như một vị vua. Ở bên dưới, những người yêu mến Ngọc Trinh để lại bình luận thể hiện sự đồng tình với quan điểm của cô trong bài viết. Diễn viên Quách Ngọc Hoang cũng để lại bình luận, sống rất đẹp, không một cô gái nào trong showbiz bằng 1/2 em ấy. Một người bạn thân thiết với Ngọc Trinh là nhà thiết kế Đỗ Long đã nhanh tay để lại một câu hỏi gây chú ý. Sau khi đọc được bài viết đầy tâm trạng này, nếu bạn trai cho tôi 3 tỷ đi shopping, tôi sẽ cho bạn trai cái gì? Đây cũng là câu hỏi khiến người hâm mộ tò mò. Nhận được câu hỏi này, nữ hoàng nội y để lại câu trả lời không đi vào trọng tâm câu hỏi. Những cái em cho, sao anh biết được nè? Sau đó, nhà thiết kế Đỗ Long đã thả nhẹ bức ảnh một cặp đôi đang yêu nhau, khiến người xem phải đỏ mặt và hiểu ý mà anh muốn nói là gì. Cứ ngỡ rằng Ngọc Trinh sẽ lơ đẹp bức ảnh này, nhưng không ngờ cô đã đáp lại. Gửi icon này thì anh cũng hiểu rồi nè. Dù không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng cộng đồng mạng ngầm hiểu rằng Ngọc Trinh đang gián tiếp đồng ý câu trả lời của mình chính là những gì Đỗ Long đang ám chỉ. Ngọc Trinh là một trong những người đẹp trong showbiz được đánh giá thẳng thắn, thậm chí từng gây tranh cãi khi có những phát ngôn thẳng như ruột ngựa về những vấn đề nhạy cảm xoay quanh tiền bạc, chân dài và đại gia. Vô tâm với vợ, các ông chồng showbiz nhận bài học quá đắt, có người ly dị hối không kịp. Gia Bảo hối hận nhiều nhưng giờ chẳng còn vợ ở bên. Vừa qua, nam diễn viên Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền gây bất ngờ khi cùng xuất hiện trên truyền hình, đồng thời cùng nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua. Dù có thương còn yêu nhưng hiện giờ cặp đôi chỉ coi nhau như tri kỷ và không thể nối lại bởi những giọt nước tràn ly. Biết chồng cũ đã thay đổi nhiều, vẫn dõi theo anh nhưng Thanh Hiền không quay trở lại bởi sự vô tâm của anh đã từng làm tổn thương cô quá nhiều. Gia Bảo cho biết mình không giữ được hạnh phúc gia đình chỉ vì sự nông nổi vô tâm của bản thân. Nói thêm về nguồn cơn của sự đổ vỡ, Gia Bảo cho biết anh quá tệ, chỉ vì không chỉ sửa đổi những thói quen của bản thân. Thanh Hiền chia sẻ rằng, những cuộc vui Gia Bảo quên luôn cả vợ mình. Có thể trên sân khấu Gia Bảo là một người hài hước, nhưng sau sân khấu thì nam diễn viên khá lạnh lùng, không quan tâm vợ và những người xung quanh. Khi ở bên nhau, nam diễn viên thường khó chịu vì những lời lèm bèm nhắc nhở của vợ. Để bây giờ anh nhận thấy rằng họ có thương yêu quan tâm mình nhiều thì mới như vậy. Anh kể lại, Thanh Hiền có tính hay lèm bèm, hay hỏi khi mình đi chơi với bạn bè. Mãi sau này khi mà không còn ai gọi điện nữa, sao mình thấy đó buồn quá. Giữa nhà hình cưới to đùng, đồ vợ đồ con vẫn còn đó mà mình cứ tự hỏi là đây có phải là giấc mơ. Bạn bè có thể ở với mình 1-2 ngày, còn người vợ hay lèm bèm như Hiền mới là người thực sự thương mình. Bạn bè hay không đi được thì mai đi cũng được, đối tác làm ăn với mình chỉ vì chén rượu mà không làm việc nữa thì mình cũng không cần thiết. Cứ nghĩ cưới vợ về thì là của mình rồi, anh nhiều lúc không để ý tính vợ ra sao nghĩ gì. Thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cho hay, tôi hối hận là đã chủ quan. Tôi cứ nghĩ vợ đã cưới về rồi thì chắc chắn là của mình, dù không quan tâm cô ấy 1-2 bữa cũng chẳng sao. Lâu dần tôi cho phép mình vô tâm, cứ mãi mê bộn bề công việc, bỏ mặc cô ấy ở đó. Tự nhủ khi nào rảnh rồi sẽ dành thời gian cho vợ nhiều hơn, rồi công việc cuốn tôi đi 1 tuần, 1 tháng, rồi nhiều tháng. Đến khi nhìn lại cô ấy đã đi mất, tôi quên rằng người ta không đứng đó để chờ mình mãi. Con người không phải là búp bê để cứ luôn nằm một chỗ đợi mình, đến giờ tôi vẫn tiếc nuối. Giá như tôi quan tâm cô ấy hơn, mọi chuyện giờ đã khác. Thanh Hiền là người rất mạnh mẽ, nhưng phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng cần được yêu thương. Tôi xem đây là bài học rất lớn trong cuộc đời mình. Chồng Lâm Vĩ già có 2 đứa con rồi mới nhận thấy sự hy sinh của vợ. Nam diễn viên Hứa Minh Đạt cũng vậy, anh cũng từng chìm trong những cuộc nhậu đến khuya mà không hề mảy may đến sự chờ đợi của người vợ. Trong chương trình Sao Hỏa Sao Kim cách đây không lâu, anh đã rớt nước mắt tâm sự. Bao năm đầu mới lấy nhau anh đã vô tâm với vợ như thế nào?
Thanh xuân của Lâm Vĩ Dạ dừng lại ở tuổi 21 bởi quyết định lập gia đình. Hứa Minh Đạt tự nhận lỗi vì đã mải mê đi làm để kiếm tiền cho tổ ấm, mà quên đi sự mệt mỏi mong đợi của Lâm Vĩ Dạ ở nhà mỗi ngày. Có những khi Vĩ Dạ trách anh đi sớm về khuya, đến 12 giờ 1 giờ mới về, Hứa Minh Đạt chỉ biết đi làm. Sau giờ làm lại có những buổi đi ăn nhậu cùng sếp tới đêm, anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng là vợ phải hiểu cho chồng những chuyện đó. Đến khi vợ có bầu, Hứa Minh Đạt mới thấy bắt đầu để ý vợ hơn. Thế nhưng hành trình vượt cạn của vợ mình, hai lần sinh mổ để có được hai đứa con trai, nam diễn viên cũng không thể đứng bên cạnh cổ vũ động viên. Sau khi có con, anh và gia đình đều dồn hết sự quan tâm vào con cái mà quên mất đi sự hy sinh của Lâm Vĩ Dạ. Em mới là người chịu khổ nhiều hơn, tất cả mọi người đều hỏi đứa con thế nào, chứ không ai hỏi em điều đó hết. Anh xin lỗi em lần nữa, cho tới bây giờ anh hứa với em sẽ dành thời gian cho em và gia đình nhiều hơn. Hãy nhận lời xin lỗi của anh nha, Hứa Minh Đạt ngậm ngùi bày tỏ. Người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho mình nhưng chồng vô tâm không để ý. Rất may Hứa Minh Đạt đã kịp nhận ra và giờ vẫn đang từng ngày vun vén hạnh phúc, mong muốn bù đắp lại phần nào những hy sinh chịu đựng của vợ mình. Đức Thịnh từng bỏ mặc vợ vì nghĩ cô giỏi hái sao trên trời cũng được. Đúng như Gia Bảo nói, người phụ nữ dù mạnh mẽ, dở dang đến đâu cũng cần được yêu thương. Nhưng đạo diễn Đức Thịnh từng quên mất điều đó. Ông xã Thanh Thúy từng bày tỏ rằng anh từng khiến vợ buồn, nhiều khi ít chơi với con, ít dành thời gian cho gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cũng thừa nhận bản thân là người chồng, người cha không tốt. Anh làm cho vợ tổn thương, đến lúc suýt không sửa được sai lầm thì Đức Thịnh mới vỡ òa, hóa ra trước giờ mình sống quá ích kỷ. Thanh Thúy là một người quá giỏi giang tháo vát, cô làm giám đốc nhà sản xuất, đảm đương tốt công việc ngoài xã hội và chăm lo kinh tế gia đình. Nhưng trong gia đình cũng phải một tay chăm chồng, chăm con. Bao nhiêu việc đổ lên đầu cô hoàn thành. Thế nhưng Đức Thịnh lại cứ nghĩ vợ mình cầu toàn khéo léo, giỏi gánh vác thì có hái sao trên trời cô cũng làm được. Thế rồi chính anh lại tự ti với thành công của vợ, quen với việc vợ đã làm hết tất cả và thờ ơ thu mình vào cái vỏ, hạn chế tiếp xúc với chính vợ mình. Có những đêm Thanh Thúy phải bật khóc vì thương bản thân mình, nhưng không thể gào lên vì biết những gì chồng phải chịu đựng. Có những lúc cuộc hôn nhân của cặp đôi bên bờ đổ vỡ. Đức Thịnh còn tiết lộ một điều trong hôn nhân đã làm anh thay đổi. Đó là hình ảnh Thanh Thúy xin bé cà phê, con trai đầu lòng của hai người. Tôi được chứng kiến cảnh Thúy sinh, bác sĩ cho tôi vào xem. Lúc đó cà phê đẩy ngược và phải sinh mổ. Cái cảm giác khi bác sĩ lấy dao để mổ bụng vợ mình ra, tôi đã đứng và bần thần. Tôi cảm giác như nếu tôi là Thúy nằm trên đó, tôi sẽ không chịu đựng cái sự đau đớn này được. Từ lúc đó tôi biết là tôi phải thương người phụ nữ này, không đòi hỏi gì hết. Phải thương người phụ nữ này thôi, thế thôi, nam đạo diễn nói.